tay bạn Toàn, mình sẽ đến với một cô siêu mẫu. Dạ, với một cái vũ đạo cũng cực kỳ bốc lửa. Qua nhạc phẩm Khúc Tình Nông. Hôm nay em hồi hộp quá anh chị ơi. Sao anh chị biết sao em sao hồi hộp không? Sao? Tại vì em hẹn gặp người yêu đó, mà em quen nhau trên mạng cũng lâu rồi, mà xin gặp mặt mà người ấy không có cho, cho nên là xin miết đến hôm nay mới cho gặp mặt. Mà em nói thiệt nha, người yêu của em á đẹp lắm nha, cao nè, trắng nõn luôn. Hồi hộp quá, ngày lần đầu tiên á em không biết dùng câu nào, từ nào để nói cho người yêu mình yêu mình nữa. Hay là em nói nói gì em ăn cơm chưa? Còn mình cũng im ha. Em biết ăn rau không? Chắc cũng được ạ. Hay em tắm chưa? Hai ba cái này chắc được. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là đây, cái món quà này đây, hộp sòn. Cái hộp hả, bằng ngón tay cái. Em bảo đảm là kỳ này đổ chắc rồi, đêm nay ngon lành. Tối nay chắc chắn rồi. Hộp sòn này là ngon lành, bự quá mà. Người yêu của em đẹp lắm nha, cao nè, trắng nõn luôn. Ngon lành rồi. Chị em tới rồi nè. Xin lỗi chị, ghế này có người ngồi rồi, người yêu em ngồi xíu nữa, người em tới nè, em đang hẹn mà, chị thông cảm, qua ghế bên kia ngồi giúp em nha. Trời ơi, em là Bích nè. Bích, hôm nay hẹn anh rồi không nhớ Bích, hả? Bích hẹn với anh hả? Dạ. Ủa nhớ Bích là cao mà trắng lắm mà sao em không hơi lùng xíu? Trời ơi, em nhờ Photoshop em mới được vậy đó anh. Em nhờ Photoshop dạ. Luôn. Em cũng dễ thương. Anh cảm ơn rất là nhiều. Thôi anh có công việc rồi, để anh đi công việc xíu nha. Chút xíu anh quay lại gặp sau nha. Trời ơi, khó khăn lắm em mới hẹn được anh. Mà anh nghĩ làm sao anh đi về vậy? Anh có công việc, anh xin lỗi, anh hẹn làm sao? Nè, em nói anh nghe nha. Anh nhìn ở dưới đi. Đàn em của em bao giây rồi đó. Ba người ngồi nè là đại tử ruột luôn. Ngồi bảo vệ em đó, anh nhắm anh đi về được không? Đúng. Về nhắm đi về được không? Chắc không, thua, dính rồi. Khi mà gặp anh á, làm chuẩn bị là học múa, học hát cho một mình anh nghe thôi. Anh nè, em nói anh nghe, ở thế gian này có 7 tỷ người mà sao em không có yêu ai, có yêu có một mình anh thôi à? Trái tim này, ánh mắt này, bờ môi này là của anh đó. Cài vai đâm say cho tao hót xa bay, cho niềm tin chào tên ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lững lờ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ nghèo ở trời bơi. Người yêu ơi, nào có nuôi đêm nay không quay buồn trong nước ngày đã 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 hát lên anh ơi, khúc ca nồng say ở tuyệt vời. Khúc ca nồng say ở tuyệt vời. Yeah.
Anh nghĩ anh thoát được không? Trời ơi, thiệt tình á. Kêu ba đứa em bắt lại mà ngồi cười hoài. Chết rồi. Chị hai ơi, chị hai. Cà đúng nhịp đúng tâm giùm em chị hai ơi. Vô chị hai. Chị hai, mãi định, mãi định, mãi định. Hai là nghe khúc nhạc. Rồi rớt đi hết. Từng lên cầu sơn, ngọt nhầy. Chân vui bước mê say. Đôi cùng đêm, ngồi say nằm trái. Nhớ nhớ anh đêm nay. Mình vai kề vai con say. Cho câu hát thơ bay. Cho niềm tin chào sân ngày mai. Nhân con trắng khuya treo lần lơ. Ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ. Nghe họ chơi vơi nào cùng vui lên đây. Thắp sao lệ tình yêu. Đến với nhau đêm nay. Mình quay buồn trong ngõ ngày. Ta ta ta. Ta ta ta. Sao chị hai ơi? Chị hai đưa vô luôn hả chị hai? Dạ sao đưa vô luôn đưa hả chị vô mặt luôn nha. Dạ anh có dài được không? Thua rồi. Cảm ơn. Thua quá thua hả? Xả dài được rồi. Dạ, dạ cảm ơn thắng nhiều nha. Dạ cảm ơn thắng là trợ diễn. Dạ, chị học bài này trong bao lâu? Đến 1, 2, 3, 4, 5 gì đó không nhớ nữa. Vậy hả? Ngày nào cũng dạ. Đi chạy xe ngoài đường cũng hát lên anh ơi ai cũng cười. Dựng đèn đỏ có hát không chị? Hát luôn, ai cũng đứng lên nhìn chó này khùng. Rồi chị giới thiệu một xíu đây, chị Bích đang làm công chuyện gì nè? Dạ, hồi lúc trước đi làm ăn nhông nhông nhộng nhộng. Bây giờ thất nghiệp, bán hàng online. Cũng nhờ mà buôn bán đồ nó cũng chậm chậm rồi cái đi thi ngôi sao trường ha. Thất nghiệp mà. Rồi bây giờ ha, giờ không biết mình hát như thế nào ha, đài nghe ban giám khảo nè góp ý cho xem là mình ở mức nào ha. Rồi. Nhờ ban giám khảo nhận xét về chuyên môn phải hai phần nha, phần hát và phần vũ đạo nữa, phần diễn xuất nữa. Thôi đừng chấm hát, chấm múa thôi. Khi hát chấm múa thôi. Để có chấm hát, chấm quá. Múa à. Có duyên quá Bích ơi, Bích ơi, Bích ơi, Bích ơi, duyên quá luôn á. Thầy thì thầy biết Bích, đúng dạ. Không? Ờ, thầy biết Bích. À, nhưng mà hôm nay Bích làm thầy rất là bất ngờ là tại vì ở ngoài đời đó thưa tất cả mọi người, Bích cũng có một đứa con nhỏ nhỏ, thằng con trai. Tại sao mà Minh ý biết là vì trước đây Bích có dẫn con đến định là học ở trường ở sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh nhưng mà không có lớp thiếu nhi. Thì Bích mới vô học một tháng. Dạ, cùng cho, với các bạn cho để làm gương cho con nó là Bích dẫn đi học để cho con sau này đi học. Thì ở ngoài là một bà mẹ đơn thân nuôi đứa bé cũng rất là dễ thương. Con lên với mẹ đi. Rồi con trai chị Bích. Thì thật ra ở ngoài thì rất là đi đâu cũng hai mẹ con. Đúng rồi, rất là nghiêm chỉnh lo cho con hai mẹ con, nhưng mà tính tình thì cũng rất là vui. Nhưng ngày hôm nay là thật sự mà nói thì không, đừng chấm về hát ha, đừng chấm về nhảy luôn, đúng không nè? Nói chung là nhưng mà chấm về một cái là tạo cái không khí, tạo được cái tiếng cười, tạo được cái không khí sôi động cho cái đêm hôm nay. Dạ. Đó cũng rất là khó nha. Bao nhiêu ánh mắt nhìn về mình cười. Cho nên là hôm nay là thầy bất ngờ đó, nhưng mà chúc mừng cho Bích nha. Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi nè, con mẹ hát có con vui chào bà con bác nè. Sao nãy kêu lên nhảy không nhảy? Con chào bà con cô bác, con chào ban giám khảo. Tên gì? Chào nha, con tên Tài. Cái gì Tài? Rồi, bao nhiêu tuổi học rồi nè? Dạ, con 12 tuổi. Ở nhà thường thường mẹ có nhảy hát cho con nghe vậy không? Dạ, lâu lâu. Con có thích lắm không? Dạ, có. Không. Con, vậy hả Tài giờ? Mẹ con là quyết định vậy là rất là hay. Lâu lâu mẹ mới nhảy mới hát cho con nghe thôi. Đúng rồi. Chứ mà mẹ nhảy hàng ngày là con cũng điên luôn đó. Tài ơi, giờ tới phiên cô Ngọc Quyền hỏi con nha. Hôm nay con thấy mẹ con biểu diễn sao? Dạ, vui. Vui. Rồi con thấy mẹ con hát sao? Dạ, ở nhà mẹ con thì karaoke thì thấy hay, nhưng mà khi mà lên đây thì nó lạt lệt tùm lum. Trời ơi, cái nè,
này, cái này là tại ông âm thanh, tại anh Trường Sơn. Đây đây, 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 đây con xuống đây tài, 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 con xuống đây, 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 đây. Có duyên, chỉ có một mình con là con dám nói mẹ con vậy thôi đó. Đây, đây, rồi bây giờ là đứng đây ngồi đây, lại đây ngồi đây. Rồi, bây giờ trái tim của con muốn là cô Quyền tặng cho mẹ con bao nhiêu điểm? Thường đó, cao nhất là 10 bông, dạ là thấp nhất á thì chắc 5 bông. Thậm chí là không tặng cũng được, đúng không? Bây giờ là cô Quyền cho con cái ghế ban giám khảo. Đó, con cứ ngồi đó, con quyết định đi, con cho mẹ con bao nhiêu bông? Dạ... 8 bông. 8 bông. Trời ơi, dễ thương không? Quý vị cũng cao thấp tay cho ban giám khảo. Tài nhí. Rất chính xác. Thằng con mãi định. Đúng chuyên môn, đúng vị trí của mình. Trời ơi, không thêm vậy. Bởi vì tài cho 8 bông, cho Ngọc Quyền extra thêm 1 bông nữa, tặng cho 9 bông. Rồi, đó, rồi giờ con đem lên tặng cho mẹ con đi. Xuất sắc nha con, xuất sắc nha con. Cô Quyền tặng con thêm một cái bông nữa, tặng cho con làm ban giám khảo nhí ngày hôm nay. Rồi con muốn tặng ai con tặng. Rồi, chút nữa con cứ cố mình Quyền lấy cái bông đó tặng nha. Đi đâu con? Rồi, cầm đi cho nói chuyện coi. Wow, tặng mẹ hết 10 bông. Yeah. Sao lại nói 8 bông mà? Mẹ 9 bông. 9 bông hả? Rồi, nói là nghe nè, nghe nè bà. Giải tới này luôn một, nghe nè bà. Con bà nó rất là trung thực. Ha con ha. Nhưng mà nó được cô Quyền thương, cô Quyền tặng riêng cho nó. Có nghĩa là ha, con mình mà được thương nè, rồi xong nó đem tặng cái này cho mẹ luôn. Con lấy làm chi? Dạ. Đúng không? Rồi, yeah, ok. Cảm ơn. Rồi, bây giờ giám khảo tài nhí. Bây giờ đây, con cảm ơn thầy nhiều. Okay. Con cảm ơn thầy nhiều. Ok. Ngày nào con cũng lên coi cái vụ án mở ngu mà đi chỗ này chỗ kia á. Hai mẹ con canh tới tập để coi. Dạ. Dạ. À, phải nói là hôm nay thì chương trình Ngôi Sao Việt Dương rất là hân hạnh được đón tiếp tất cả các thí sinh và những người yêu nghệ thuật là được đến, chứ không phải đòi hỏi đầy đủ trình độ nghệ thuật. Dạ. Mà hôm nay thì Bích lại là cái người đem đến niềm vui. Vậy cho nên tất cả quý khán giả ở đây ai cũng thích cái hình là cái sự xuất hiện của Bích. Dạ, con cảm chúc ơn. Chúc cho Bích ha, gia đình luôn hạnh phúc. Rồi, bye bye. Dạ, thôi chị chỉ tặng quà ban khảo luôn chị. Rồi, vậy cảm ơn Bích nha. Cái này là con tặng cho Hương Dừa. Rồi, đúng rồi, tặng cho Hương Dừa. Cảm ơn Bích nha. Dạ, cảm ơn Bích nha. Cảm ơn chị nhiều nha, thấy em nói chị vui mà, thấy không? Mốt ra ai mà nhà có đám tiệc gì nhớ mời chị Bích tới biểu diễn nha. Cảm ơn chị với lại cháu nha. Dạ. Ok. Cảm ơn chị Bích. Hãy đón xem Ngôi Sao Việt Dương mùa 2 được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Hương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.